Chào mừng các bạn đến với Khám Phá Tối Đầy. Chúng ta đang ở trên con đường vào làng Tương Bình Hiệp các bạn. Con đường dẫn vào cái khu vực Rồng Lưu Bình Dương ở Tương Bình Hiệp. Rất là nổi tiếng, đang gây sốt trên mạng trong năm nay. Và đây là cái đường đi vào. Gần tới chỗ này, khu vực này các bạn thấy hoa, trồng hoa rất là đẹp dọc với đường. Chỗ này có hoa giấy này kìa. Chúng ta review cái đường vào này một chút. Dọc ra với đường này có cây bông vàng đẹp và chỗ đó là hoa giấy nữa kìa, rực rỡ luôn. Xe chở mai đi. Trong này có một cái tòa nhà biệt thự hoa giấy ở ngoài leo rất là đẹp luôn các bạn, nhìn đẹp quá. Ta đi thẳng vào đây nhìn xem này. Đẹp quá. Đẹp các bạn. Hoa giấy chỗ này hoa không à. Mặc dù là nhà dọc đường này có cái cầu đi qua. Có cái cầu đi qua đẹp quá. Là cái hàng cây dừa cỏ. Đây là cái ngay trên con đường mà chúng ta đi vào Rồng Lưu các bạn, Rồng Lưu Tương Bình Hiệp. Ngay trước con đường gần đó nè, ở Rồng Lưu ngay về phía sau chúng ta một xíu, khoảng chừng mấy chục mét thôi. Chúng ta review xung cảnh xung quanh một xíu để trước khi chúng ta thăm thử ngoạn hai con Rồng Lưu chính thức. Đây. Rồi bây giờ mời các bạn chúng ta cùng tiến về phía cái cầu Bạch Sản. Khu vực mà có hai con Rồng Lưu. Rồng Lưu là gì các bạn? Là khu Tương Bình Hiệp, là các bạn biết là một khu làng nghề nổi tiếng của Bình Dương, làng nghề gốm sứ. Và nơi đây là có sơn mài này, gốm sứ sơn mài này, rồi nghề lưu nữa. Cho đó là người ta sử dụng những cái chiếc lưu này, cái lưu đựng nước đó các bạn, để làm nên hai con rồng dọc trên hai cái cầu. Nói trước để các bạn hình dung. Và chúng ta đang đi tiến về phía khu vực cầu Bà Sáng và thử ngoạn rồng lưu Tương Bình Hiệp, Bình Dương. Dọc đường đi chúng ta cũng rất là thơ mộng. Trên con đường đầy ắp hoa vàng này. Đây, Ủy ban Nhân dân phường Tương Bình Hiệp này, đoạn đường đã lắp đặt camera quan sát. Đây, các bạn thấy chỗ này. Bên này có nhà hàng tiệc cưới. Là khu sơn mài Định Hòa. Ủy ban Nhân dân phường Tương Bình Hiệp người ta cảnh báo lưu ý khi sang đường, bởi vì họ biết là du khách đang chết đi ở đây khá nhiều các bạn. Gần đây có cái trung tâm tiệc cưới luôn nè. Rồi, chúng ta đã đi đấy nha, khu vực Rồng Lưu rồi các bạn. Đường Bà Sản, xin lỗi, xin cầu Bà Sản, cầu Bà Sản các bạn. Đó, nó nằm trên cầu Bà Sản luôn các bạn. Hoa đẹp. Đó, người ta ghê nói chú ý cái sang đường không đúng, bởi vì đi đây xe chạy mầm tấp nập. Đó, ngay đầu đập vào mắt chúng ta là những cái lưu để trước rồi các bạn, để cái lưu bên phải là những chiếc lưu màu xanh rất là đẹp mắt, và bên trái là một cái chốt dân quân để người ta hỗ trợ nước miễn phí cho người đi đường các bạn. Đây cái chốt dân quân ở bên này hỗ trợ nước uống miễn phí. Mình khát nước mình xin một nước miễn phí được.
Chắc xin một cái nhà nước với không ạ? Đây đồng lưu rồi các bạn. Ở đây du khách khá là nhiều, khá là đông. Mừng xuân Giáp Thìn đây. Đây các bạn là có thể thấy được hai đồng lưu chưa? Rồi chúng ta sẽ đi soi từng cụ đồng hai bên. Đây nằm làm bằng lưu, làm từ những chiếc lưu. Đây là một nhánh cầu nè. Chà cái bờ này cũng là bằng lưu nè. À, đứng bên hướng này quay được hai đồng lưu luôn. Đây là đồng lưu bên trái, bên kia bên phải. Cái đầu dòng nữa. À, mình đi từ sát sát từ đầu dòng đi về sau. Rồi đi đến đuôi dòng rồi. Rồi trở lại toàn cảnh. Đây dòng chính này. Chỗ này có bảng hiệu ghi là Mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Ở dưới này có hoa. Ở đây là cận cảnh đó. À, xíu để qua bên máy bên kia, quay dòng bên này. Hồi nãy đứng bên máy bên nọ thì quay dòng dễ hơn. À. À. Chấp nhận hy sinh những ra ngoài nắng nha các bạn, có những cái thước phim sống động hơn về hình ảnh chú rồng bên này, cả hai bên sẽ được rõ ra. À, cái chữ Tương Bình Hiệp các bạn. À, khu vực trực diện đồng lưu ơi.
du khách tầm check-in tầm lưu từ Bình Hiệp. À, chúng ta đang đứng ngay khu vực cầu Bà Sản Tư Bình Hiệp nha, ngay chính diện hai dòng lưu hai bên cầu trực diện luôn này. Đường xuống cờ đỏ này. Phấp phới. Rồi. Đi xuống phía sau này chút. Chính quyền người ta cẩn thận, người ta gây lưu ý khi qua đường này bởi vì chỗ này đông á. Ngay cái cầu có đồng lưu cầu Bà Sản à. Sau này nhìn cũng đẹp luôn rồi. Sau này có nhiều nhà trang trí cũng rất là đẹp luôn nè. Ồ. Chỗ này có cái trang hoàng hoa đào hoa mai đẹp quá. Chúng ta đang ở trong khu Tương Bình Hiệp, ở khu vực dòng lưu các bạn. Mình đang đứng sau đuôi của con dòng lưu, hai dòng lưu trên cái cầu. Ôi nhà này có mai đẹp quá các bạn, mai đẹp à. Cái mai đẹp quá. Búp không. Ít bữa nữa nở đẹp. Du khách người ta đi coi chiêm ngưỡng đồng lưu cũng khá là nhiều. Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi ủng hộ kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.